Bây giờ mình cho hai con vào chung luôn nha mọi người, để xem nó làm cái gì ha. Cặp này mình ghép chắc không tới 2 tháng đâu, mình còn thấy cái kiểu này chắc không tới 2 tháng mà có thể là sẽ đẻ. Thì con trống máy khá là căng luôn mọi người, con trống này của mình căng lắm luôn rồi. Thôi chắc mình sẽ gấu đi video tại đây nha mọi người. Đợi mà giờ mình thả tụi nó vô luôn mọi người. Mọi người hay cho mọi người xem. Con máy nó quýnh trống. Mọi người cứ đừng có nghĩ là con trống căng lên sẽ đánh con máy nha. Nhiều khi con máy vẫn quýnh trống như thường nha. Tại con trống nó muốn máy nè mọi người ha. Chắc mình sẽ quay xíu thôi coi xem có hiện tượng xảy ra không, chứ đây là lần đầu tiên mà mình cho hai con chim vào chung một lòng như thế này mọi người, chứ bình thường mình chỉ cho vào trong ao thôi. Máy nó sợ con máy nó không sợ con trống luôn không, mà con trống thì sợ con máy, trong khi đó con máy nó nhỏ con hơn trống nhiều. Con trống này của mình đuôi nó tới 19 mấy lông, hơn 19 luôn á, mà nó phá đuôi giải ra không hết nè. À, nhìn nó giờ còn cộng bỡ của nó không là đã gần 17 rồi mọi người. Thôi chắc mình kết thúc video tại đây cho mọi người. Chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở tiếp sau nha. Thì tí nữa mình sẽ bây giờ mình để vào mình quay, mình dọn sơ cái chuồng bên trong đó rồi mình quay cho anh em, rồi mình thấy giới thiệu luôn ha.